Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông đã xây dựng 32 hectare hồ tiêu được chứng nhận đạt hữu cơ ở xã Đắk Giờ Man, thành phố Gia Nghĩa. Hồ tiêu hữu cơ đã và đang giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường để phát triển bền vững. Anh Lê Văn Hưng ở Bon Đắk Giờ Man là một trong những hộ đầu tiên của hợp tác xã tham gia trồng hồ tiêu hữu cơ. Như mình không sử dụng đến phân bón hóa học, rồi thuốc bảo vệ thực vật là tuyệt đối, những cái thứ đó ta không thể sử dụng đến. Ta chủ yếu là sử dụng những cái phân bón vi sinh vật, phân bón hữu cơ, rồi là sử dụng những cái chế phẩm sinh học được công nhận của bên chứng nhận. Vườn hồ tiêu hữu cơ hơn 1.100 trụ của anh Hưng nay đã bước sang năm thứ 13. Mỗi năm vườn đạt trên 3 tấn hạt, được hợp tác xã thu mua với giá cao hơn so với thị trường. Trừ chi phí, anh Hưng thu về khoảng 100 triệu đồng. Điều mà anh Hưng thấy giá trị hơn tất cả, đó chính là đem đến người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt cho sức khỏe. Mình cũng rất phấn khởi là cũng có một cái phần góp công vào cái vấn đề về sức khỏe, về cái sản phẩm sạch, không có... Có bị ảnh hưởng về cái chất hóa học. Anh Nguyễn Văn Sơn ở thôn Tân Hiệp cũng có hơn 1.000 trụ hồ tiêu hữu cơ. Trở thành thành viên của hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông đã giúp anh Sơn từ bỏ cách chăm sóc hồ tiêu theo cách cũ. Cái nhất là mình cứ bảo vệ sức khỏe của mình đã. Cái thứ hai nữa thì cũng chỉ mong là sau là nếu bộ quay về thì không bao giờ quay về rồi. Tại vì nó cái môi trường sống của mình đang tự nhiên này mà quay về một cái địa ngục thì mình không nên. Để nông dân Đắk Giờ Man thay đổi cách làm là cả quá trình, hơn 6 năm hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con bỏ cách chăm sóc cũ sang trồng hồ tiêu hữu cơ như hiện nay. Hợp tác xã đã chủ động liên kết với các công ty xuất khẩu nguyên liệu hồ tiêu hữu cơ sang Nhật Bản, Mỹ và các nước thuộc châu Âu, đồng thời quan tâm, đầu tư chế biến tiêu khô Nafa phục vụ thị trường trong nước. Tháng 11 năm 2021, sản phẩm hồ tiêu của hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông là một trong số 16 chủ thể sản xuất hồ tiêu của tỉnh, được Cục Sở hữu trí tuệ trao quyết định chỉ dẫn địa lý Đắk Nông. Hiện nay về cái thị trường thì thực ra mà nói về cái tiêu chuẩn mà đạt được cái chất lượng ấy, thì càng ngày là cái xu hướng càng mở, thì đây là cái điều kiện rất là thuận lợi. Cho nên từ cái điều kiện thuận lợi đó thì tới đây thì hợp tác xã cũng định hướng là cũng cố gắng sẽ duy trì và mở rộng cái mô hình và phát triển cho cái sản phẩm, thứ nhất là đồng chất lượng, số lượng lớn để làm sao ký kết hợp đồng bao tiêu cái sản phẩm ra thị trường quốc tế một ngày một thuận lợi hơn. Hiện nay, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông đã thu hút trên 100 nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ với diện tích khoảng 200 hectare. Sự tham gia trồng hồ tiêu hữu cơ đông đảo của nông dân và thành viên cho thấy hướng phát triển của hợp tác xã đang đi đúng hướng, góp phần xây dựng thương hiệu cho hồ tiêu Đắk Nông.